Hello, xin chào toàn thể của chú anh chị các bạn đã quay lại kênh Summer Vlog nha cả nhà. Thì hiện bây giờ thì mình đang có mặt tại khu nghĩa địa. Mà cái khu nghĩa địa này thì có cái bụi tre mà ở nơi mà hai mẹ con nằm võng đó cả nhà. Nơi mà ma nữ gu con đó. Thì cái chỗ này cũng khá lâu rồi mình chưa quay lại ha. Thì cái việc mình đi công việc trên Sài Gòn á, thì mình sẵn đi qua đây quay lại cái nơi này cho các bạn xem. Thì theo mình nhìn bây giờ thì khu vực này cũng không có gì gọi là lạ lắm hết. Cũng vậy. Và đặc biệt là hôm nay mình thấy ở cái chỗ bụi tre đó có một cái giọng. Mình không biết là do cái người nào đó nằm hay hoặc là do ai đó biết cái nơi này. Giống như là thấy mẹ con họ đó gian giọng cho mẹ con nằm. Thì mình thấy cái giọng cũng có khá là mới nha. Thì ok, thì cái khu vực này cả nhà là một cái khu nghĩa địa, khu mộ xưa không à, chứ không có mộ mới. Là khu vực này nó nói chung là lần lần họ đang từ từ lấy cốt lên, cốt lên để nói chung lấy từ từ nó sẽ hết luôn chứ không có mộ mới nào hết. Ok, thì cái đoạn này nó rất vắng, không có người. Thì giờ mình sẽ chuyển camera làm quay xung quanh đây một chút xíu để gồm đi vô vào trong cái khu bụi tre cả nha. Và đặt camera thử xem hôm nay có quay được một cái vấn đề gì hay không nha. Ok, thì hôm nay thì mình đi mình cũng không có đem gì theo hết, chỉ có mua một bịch phòng tôm. Chắc có lẽ là đốt bịch. Chắc có lẽ là mình cúng một bịch phòng tôm với lại đốt đèn cầy thôi chứ không đốt nhang luôn nữa. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ quay nha cả nhà. Thì mình thấy nè, những cái mộ này là mộ xưa không á. Thì hôm nay là đặc biệt là trăng rất là tròn. Cái nhà thấy là trăng rất là tròn. Kiểu trăng sáng nó mờ nhìn cũng hơi rùng rợn xíu. Thì kiểu ngon có mộ bà lão ở đây thì cái mộ bị lủng một lỗ rất là to, có thể nhìn thấy bên trong luôn á. Đây cũng là mộ nè. Cái này gì ta? Cái này gì của ai? Cái gì trời? Cái lòng bẫy gì á? Con chảy nước ngọt. Ngoài núi có ai không nữa? Bên trong cái mộ này thằng ổ bông vào rẻ mà mình không dám vô luôn. Ok, bây giờ mình sẽ đi vào trong. Mình thấy bụi tre chưa? Là hôm nay có cái võng nè. Không có vô nào nữa, thật là đừng có vô á.
Ba dân cái giống này chi cho. Gió quá, gió biết đâu đó mình chạy được không nữa nè. Lên xe mình có cái gì thay đổi hay không, không có một cái điều gì đặc biệt hay không, mình đi nước gì nó chát vậy. Mình gì nó chát hay gớm gì. Wow. Hôm nay mình cũng không có đem cái cây chân đặt máy theo nữa, để mình thử đặt lại ông này thử đi. Thấp quá trời thấp ta. Ok đó nha. Thì nói chung thì cái góc đặt mình sẽ đặt như thế này. Thì bây giờ mình sẽ đến đó và cố gắng thắp nến thử coi nó có cháy nổi hay không nha. Mình có mua bịch phòng tôm rồi cả nhà. Thì đó mình thắp nến lại xé bánh nữa thôi. Đặt khoảng tầm 10 phút thôi, mình coi có điều gì hay không nghe nha. Quả thiệt, cái máy ngã luôn rồi. Tự nhiên cái ngã luôn cả nhà. Mới vừa bị đứa mình cày lên cái máy ngã bịch. Ok.
thì rồi như cái nhà thì bây giờ gió quá đốt mình cạn không được, thì giờ mình cố tình đốt phức bụi tre nó có ánh sáng như cái nhà. Ok, bây giờ mình sẽ đi xa ra chút xíu nha, tầm một phút trở lại, có gì mình sẽ to tăng độ sáng lên xíu, tại vì bóng tối thì nó sẽ hợp với nó sẽ nếu mà có bóng người hoặc cái gì đó màu trắng thì sẽ dễ thấy hơn cả nhà. Ok, mà lỡ rồi để làm bên đây tối quá nó cũng kỳ quá. Ok, gì là rõ rồi đó, cho lên xíu ơi, đứng gì đi, tối quá thấy kỳ lắm. Thank you.
Cả nhà ơi, mình nãy giờ mới nghe tiếng nít khóc đâu đây cả nhà. Nãy giờ mới nghe tiếng nít khóc đâu đây nè. Nghe tới hai ba lần. Mình ngồi xa xa đằng kia mà mình nghe tiếng nít khóc. Không biết là nãy giờ có thấy được cái điều gì hay không nữa. Đèn cây thì thấp 4 cây mà có 1 cây cháy à, 3 cây tắt, cây này gã luôn. Và hôm nay mình nghe tiếng nít khóc luôn cả nhà, phải thiệt chứ. Biết rồi, không biết mọi người có nghe hay không nữa, nhưng mà mình nghe rất là rõ luôn. Mình nghe tao dần dẫn phía góc bên đây nè, mà nghe tiếng khóc chút xíu là hết rồi. Không biết trong video có nhà có nghe mà cái đoạn em bé khóc không nữa, nhưng mà mình ngồi ở đằng xa đằng kia mình thấy mình nghe cũng khá là rõ đó. Ok cả nhà, thì trong hôm nay thì mình thấy ở đây cái hiện tượng rất là rõ rệt luôn á. Mình nghe rõ ràng tiếng bé khóc. Thì cái đoạn tôi về mình để mình xem lại cái đoạn đó, mọi người có nghe cái máy mình có thu được hay không nha. Thì ở ngoài mình nghe tận tai mình nghe luôn á. Mình nghe mà ốc cục nó cục luôn. Thì có gì thì mình sẽ, nếu mà nghe được cái đoạn đó mình sẽ làm thế nào đó cho các bạn xem nghe nè.
Còn nếu mà ai có thể nghe được thì người nhớ comment phía dưới nha cả nhà. Thì ok, rất là cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Thì hôm nay mình sẽ, nói chung là hôm nay mình sẽ quay đến đây thôi. Và không biết là có dịp nào quay đây nữa hay không. Thì rất là cảm ơn mọi người đã xem video của mình nha. Thì có lẽ mình kết thúc clip tại đây cả nhà. À, chào mọi người, chúc mọi người buổi tối thật là vui vẻ, chào đại phúc nha. Bye cả nhà nha, cả nhà.